Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BVT Khám Phá Sở Thích của anh em nhà Thanh Sóc Trăng các bạn nhé. Hôm nay anh em nhà Thanh Sóc Trăng sẽ lên cho tất cả các bạn một lô chơi Tết, đúng nghĩa chơi Tết các bạn nha. Đây là những cặp cá mai vàng rất là đẹp các bạn, màu sắc của Tết luôn. Trước mặt các bạn đây là một cặp coi Yellow Cooper Galaxy Gold, và đây là em cá trống đây các bạn. Em cá trống này thì nó vàng tươi, lột thịt dễ nhuyễn và bộ đuôi bông cúc rất nét các bạn nha. Cái vây ở bên dưới của nó rất dài và form em cá rất đẹp các bạn. Bên tay trái của các bạn đây là em cá mái. Về cơ bản em mái này thì các bạn đem về các bạn ép liền. Đây tới Tết cũng còn hai mươi mấy ngày nữa thì các bạn ép được một bầy cá con ra Tết mình chơi là được rồi. Và những cái cặp cá này nè, khi mà các bạn về các bạn ép đó thì nó sẽ đậm màu, nó sẽ full màu ra và nó sẽ to ra. Đây tới Tết các bạn sẽ thấy nó là những em cá siêu phẩm. Đây là những cái cặp cá giống tiêu chuẩn, giống tơ sung dinh không cận huyết mà anh em nhà sản xuất đang lên cái lô cho tất cả các bạn đam mê về beta, đặc biệt là dòng coi nói chung ha, chơi trong dịp Tết các bạn nha. Cái lô này thì Thanh dự kiến sẽ lên 10 cặp cho tất cả các bạn lựa chọn. Nếu như tất cả các bạn đến sau những cặp cá này đã được chốt rồi thì các bạn cứ việc inbox cho Thanh cái mã số, Thanh sẽ lựa tương đồng gửi clip cho mình. Nếu mà mình chốt thì Thanh sẽ lên đơn gửi cho mình các bạn nhé. Và các bạn lưu ý giúp cho Thạch Anh, những các bạn nào chưa từng mua cá tại trại cá Beta Thạch Anh, là tất cả các sản phẩm tại trại cá Beta Thạch Anh, Thạch Anh không có ship code các bạn nha. Nếu như tất cả các bạn chốt, các bạn chuyển khoản, Thạch Anh lên đơn và gửi đến cho mình. Và trong quá trình gửi cá đến tận tay của mình đó, nếu mà có vấn đề gì xảy ra thì Thạch Anh sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm bằng hai hình thức. Thứ nhất là chuyển khoản trả lại cho tất cả các bạn. Thứ hai là đổi những cái cặp cá khác tương đồng nếu tất cả các bạn đồng ý. Đó là hai hình thức mà Thành giải quyết sự cố cho mình các bạn nha. Tiếp theo chiếc màn nhỏ các bạn, đây là cặp cá mang mã số 02. Tiếp tục là cặp coi Yellow Cooper Galaxy Gold các bạn nha. Đúng nghĩa đây là những cặp cá chơi Tết các bạn, màu sắc rất là tốt các bạn. Đây là em cá trống đây. Đối với những cặp cá trong cái lô này thì anh đã form rất là kỹ lưỡng để phục vụ cho tất cả các bạn chơi Tết trong năm nay các bạn nha. Những cặp cá này thì các bạn có thể đem về các bạn ép liền nếu như tất cả các bạn muốn ra Tết mình có một cái bầy cá mình chơi. Còn không nữa thì các bạn cứ việc bỏ vô keo mà mình form lên và mình chơi Tết, qua Tết mình tiến hành mình ép. Và nếu như tất cả các bạn mới chơi, trong quá trình chơi cá beta và chưa biết cách ép thì các bạn cứ việc inbox cho Thạch Anh, Thành sẽ gửi clip cho mình cách ép tận tường. Nếu như tất cả các bạn xem clip rồi mà không biết cách ép nữa thì các bạn cứ việc liên hệ trực tiếp đến anh em nhà Thành Sóc Trăng sẽ hướng dẫn tận tình cho mình các bạn nhé. Ở đây thì Thành có kênh YouTube BBT Khám Phá Sở Thích, Thành lên đó Thành chia sẻ rất là nhiều từ A đến Z cái việc chơi cá beta, chăm sóc cá beta từ nhỏ đến lớn luôn. Nếu như tất cả bạn chưa đăng ký kênh, hãy đăng ký kênh để đừng bỏ lỡ những clip mới nhất của anh em nhà Thành Sóc Trăng update lên chia sẻ đến cho mình các bạn nha. Tiếp theo chiếc mảnh nhỏ các bạn, đây là cặp cá mang mã số 03 các bạn nha. Đây là cặp coi Nemo Galaxy Gold Cooper và đây là em cá trống. Với cái mảng màu trong cam đỏ truyền thống của Nemo và dãy Galaxy Gold rất là sáng, bộ đuôi Cooper Superstar. Đây các bạn, rất nét nha. Tai bơi đang lên. Và bên dưới là em cá mái các bạn, màu rất tươi. Em cá mái này thì bụng đã có trứng rồi các bạn sẽ nhìn thấy ở bên dưới cái khăn hoàng của nó đó, cái cục trắng trắng nó đã sệ xuống rồi. Thì cái cách nhận biết mà cá nó có thể đẻ được chưa đó thì các bạn sẽ nhìn cái bụng và cái giòi trứng các bạn nhé. Như em này thì nếu như tất cả các bạn về, các bạn dưỡng tốt khoảng 5 ngày nữa thì chúng ta tiến hành chúng ta ép thoải mái các bạn nha. Quá tốt cho một cái cặp cá này các bạn. Màu sắc Galaxy cắt nét rất tốt. Các bạn thích thì inbox cho Thành các bạn nha. Tiếp theo chiếc màn nhỏ các bạn, đây là cặp cá mang mã số 04 các bạn nha. Tiếp tục là cặp coi Yellow Cooper Galaxy Gold, cặp cá mai vàng. Đây là cặp cá lột thịt dễ nhuyễn Galaxy chấm bi rất nét các bạn nha. Với cái bộ đuôi Cooper Star rất nét luôn. Bên dưới là em cá mái các bạn. Thì trong một cái họ nhà coi Yellow Cooper Galaxy Gold thì nó có lột thịt, có Galaxy nhuyễn hoặc là Galaxy mãng theo vân.
thì cũng tùy thuộc vào cái sở thích của tất cả các bạn thôi. 9 người 10 ý, thành ra là ở đây thì anh lên tất tần tật những cái em cá thơm tiêu chuẩn giống whip của anh em nhà thành Sóc Trăng cho tất cả các bạn lựa chọn. Nếu như tất cả các bạn xem thấy những cặp cá nào mà mình đồng ý thì các bạn cứ việc inbox cho Thợ Anh. Do Thợ Anh bán online nên Thợ Anh không có chừa, không có để, không có giữ lại dùm cho tất cả các bạn nếu như tất cả các bạn chưa chuyển khoản. Ở đây thì Thợ Anh có nhận giữ form cá cho tất cả các bạn luôn. Một số anh em chơi Tết Tây hôm rồi đó cũng có chuyển khoản trước cho Thợ Anh, và ngày mai đây Thợ Anh cũng đóng cá và gửi đi cho những anh khách hàng đó. Ở đây thì anh sẽ nhận giữ dùm cho tất cả các bạn nếu như tất cả các bạn thấy tốt, thấy đẹp những cặp cá mà mình đồng ý, một hai ngày nếu mà mình có bận công việc các bạn nhé. Tiếp theo chiếc bạn nhỏ các bạn, đây là cặp cá mang mã số 05 các bạn nhé. Đây là cặp con Nemo Galaxy Gold và đây là em cá trống đây các bạn, Nemo lửa đó các bạn. Thời gian gần đây thì một số anh em đặt tên cho nó là Nemo lửa vì các bạn sẽ nhìn thấy cái tông màu của nó giống như một cái ngọn đuốc, một cánh lửa vậy đó, đỏ đỏ nhưng mà đỏ không có đỏ thẫm, đỏ tươi cam vàng. Và Galaxy tay bơi đang full này các bạn. Những em cá mà tay bơi full thì bộ gen nó rất là mạnh các bạn nha, rất là mạnh và chúng ta làm giống rất là tốt luôn. Em này full hai tay các bạn nha. Những em cá này thì thanh form vừa tới cho tất cả các bạn chơi Tết. Và nếu như tất cả các bạn muốn ép thì các bạn đem về các bạn ép được luôn. Để từ 3 đến 5 ngày cho các em nó làm quen với cái dụng cụ nuôi, làm quen với cái nguồn nước và nguồn thức ăn mới tại địa phương của mình. Và chúng ta tiến hành cho ép. Thì các bạn ép đây tới Tết thì các bạn đã được một cái bầy cá con rồi. Và những cái cặp cá này nè, các bạn ép xong rồi đó, nó đẹp lên gấp 2 lần hiện tại các bạn nha. Những cặp cá này là những cặp cá được form theo tiêu chuẩn giống tơ sung zin không cận quýt. Đó là những cái cam kết của anh em nhà thành Sóc Trăng. Và kể cả nếu như tất cả các bạn lấy những cái cặp cá này về thì anh bảo hành luôn cái chất lượng của bầy cá con khi chúng ta lấy ép cá luôn các bạn nhé. Tiếp theo chiếc màn nhỏ các bạn, đây là cặp cá mang mã số 06 các bạn nha. Đây là cặp koi yellow Cooper Galaxy Gold, tiếp tục là cặp koi yellow các bạn nhé. Thì như đầu clip thì anh em nhà thành Sóc Trăng đã chia sẻ đến cho tất cả các bạn cái lô này thì anh lên cá cho tất cả các bạn chơi Tết. Thì màu của Tết các bạn nha, màu vàng Galaxy Gold Cooper đồng. Thì đây là những cặp cá được tuyển chọn và được form cho tất cả các bạn chơi Tết. Và như tất cả các bạn đã theo dõi anh em nhà Thợ Anh Sóc Trăng cũng thời gian qua thì cũng đã biết, hiện tại thì tại trại cá Beta Thợ Anh rất là hút hàng từ cá form đến cá bầy cho tất cả các bạn chơi. Và mới liền đây thì Thợ Anh vừa mới tiếp hai bạn khách ở Cù Lao Dung Sóc Trăng cũng tìm đến anh em nhà Thợ Anh Sóc Trăng để tham khảo về những cái em cá và kinh doanh tại cửa hàng. Ở đây thì anh có phân phối cho tất cả các bạn mua đi bán lại, kể cả cá form và cá bầy, ngay cả cá giống luôn vẫn có cho tất cả các bạn. Tuy nhiên ở đây thì anh lúc nào cũng vậy, cũng hỏi cái đối tượng khách hàng của mình là ai để mình tư vấn cho những khách hàng của mình lấy những cái loại cá thích hợp nhất có thể để về chúng ta kinh doanh một cách tiện lợi và nhanh chóng nhất các bạn nha. Và sau một hồi thì anh có tư vấn cho hai bạn đó thì nên lấy cá bầy các bạn nha. Thì trong một bầy cá thì nó có những cái cặp cá tiêu chuẩn giống whip, có những cái cặp cá khá và trung bình, và thấp hơn nữa là những cặp cá học sinh sinh viên. Thì đối tượng của mình là học sinh sinh viên thì chúng ta nên lấy những cái bầy cá whip đó về chúng ta chơi. Thứ nhất là ở cửa hàng chúng ta có thể kinh doanh online. Thứ hai là chúng ta lựa ra những cặp cá có thể bán cho học sinh sinh viên với cái giá tốt nhất và nhanh nhất, và chúng ta thu hồi vốn rất là nhanh các bạn nha. Thì nếu như tất cả các bạn nào đang quan tâm về những cái cặp cá giống hoặc là những cái bầy cá VIP để về kinh doanh lại thì các bạn cứ việc inbox cho anh, Thành sẽ tư vấn cho mình các bạn nha. Tiếp theo chiếc màn nhỏ của bạn, đây là cặp cá mang mã số 07 các bạn nha. Đây là cặp koi Nemo Galaxy Gold, tông màu rất tốt các bạn, màu cam đỏ. Và cái em cá này thì về cơ bản tông màu cắt nét Galaxy rất là tiêu chuẩn, rất VIP các bạn nha. Cái bộ đuôi của nó Starty Gold các bạn, và từ đầu cho đến chót đuôi Galaxy rất nhuyễn và đều. Em cá trống rất nét các bạn nha. Bên trong là em cá mái đây các bạn, màu sắc tông sẹt tông với em cá trống, và bụng đã căng trứng rồi. Các bạn sẽ nhìn thấy cái dầu trứng ở bên dưới của nó đó đã sệ xuống rồi các bạn nha.
tông màu rất sáng luôn. Đây là một cặp cá rất nét, tiêu chuẩn cho tất cả các bạn về các bạn trải nghiệm ép làm giống các bạn nha. Thành xin nhắc lại cái lô cá này Thành sẽ trợ giá cho tất cả các bạn chơi nhân dịp cuối năm. Nếu như tất cả các bạn quan tâm, cứ việc inbox cho Thành cái mã số, Thành sẽ tiến hành kiểm tra và chốt đơn cho mình các bạn nha. Tiếp theo chiếc màn nhỏ các bạn, đây là cặp mã số 08 các bạn nha. Tiếp tục là cặp coi Nemo Galaxy Gold Cooper. Đây là em cá chống với cái bộ đuôi rất là đẹp các bạn. Bộ đuôi Startier, tông cam đỏ, rất là nét luôn. Và bên trong là em cá mái đây các bạn nha. Em cá mái tông sẹt tông với em cá chống và bụng đã căng trứng rồi. Cái lô này thì Thành định quay cho tất cả các bạn 10 cặp cá beta tiêu chuẩn giống để chúng ta chơi Tết. Nhưng hiện tại thì Thành lựa mới có được 8 cặp thôi các bạn nha. Và tạm thời Thành sẽ lên cái lô 8 cặp trước cho tất cả các bạn lựa chọn. Nếu như tất cả các bạn đến sau những cặp cá mà mình ưng ý đã được chốt rồi thì các bạn an tâm, cứ việc inbox cho Thành cái mã số, Thành sẽ lựa tương đồng cho mình nếu có các bạn nha. Và các bạn lưu ý giúp cho Thạch Anh, những cặp cá, những em cá và tất cả các sản phẩm tại trại cá Beta Thạch Anh, Thạch Anh không có ship code. Và nếu như tất cả các bạn đã từng mua cá tại trại cá Beta Thạch Anh đã biết rồi, còn ở đây thì Thạch Anh xin nhắc cho tất cả các bạn chưa từng mua cá tại trại cá Beta Thạch Anh các bạn nhé. Nếu như tất cả các bạn xem thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh để ủng hộ anh em nhà Thạch Anh Sóc Trăng các bạn nha. BBT, khám phá sở thích Beta Thạch Anh Sóc Trăng. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.